kiến đó. Thôi là để tham gia chương trình như thế này thì mình đã phải suy nghĩ rất là nhiều, lên để hỏi lý do tại sao, để mình khỏi bị khúc mắc ở trong lòng. Nếu được thì có thể hàn gắn mình bấm tay để chung với nhau, còn nếu không được thì Luna có thể tiếp tục không bị những cái gọi là kỷ niệm hay là gì này kia cứ ầm ĩ trong lòng nữa. Chào mọi người, mình tên là Luna, mình là dancer của đoàn bước nhảy. Mất tầm một tháng, mình đã phải kiểu suy nghĩ mình, tại vì mình vốn là kiểu không phải là kiểu người hay tham gia những chương trình như thế này, mình khá là khép kín đó, mình sống hơi nội tâm một xíu, nên là để tham gia chương trình như thế này thì mình đã phải suy nghĩ rất là nhiều, còn chuẩn bị thì nghĩ là chuẩn bị về tinh thần nhiều hơn là chuẩn bị về những thứ khác, thì cũng như là mọi người coi rồi đó, có nghĩa là cái này là tại vì Yuna mang theo một câu hỏi để là muốn hỏi được từ lâu lắm rồi, nên là cái chính là lên để hỏi lý do tại sao, để mình khỏi bị khúc mắc ở trong lòng. Nếu được thì có thể hàn gắn mình bấm tay để chung với nhau, còn nếu không được thì Yuna có thể tiếp tục bước trên con đường của mình, tiếp tục hướng về phía trước và không phải ngoái lại nhìn phía sau nữa. Tiếp tục trên con đường làm việc của mình là không bị những cái gọi là kỷ niệm hay là gì này kia cứ ầm ĩ trong lòng nữa. Thật ra làm ở trong vũ đoàn thì cũng lâu rồi, nó hồi hộp thì không đâu, nhưng mà vì nó là công khai, vì nó là rất là nhiều người xem chương trình này và phải đối diện giữa những khách mời nữa, nên là có một chút xíu luôn á. Tiết mục này để dành cho tất cả những khách mời và những bạn xem chương trình ngày hôm nay, chỉ là Luna muốn cho các bạn thấy là tụi mình là dancer, tụi mình tập luyện chung với nhau, tụi mình lên sân khấu và biểu diễn như thế nào, và tụi mình muốn khán giả xem những điều đó và cảm nhận, các bạn cảm nhận. Giơ tay lên các người đã bị bắt.
Tại sao lại đến đây và làm đột quỵ trái tim của cả phim trường thế này? Nào, ba ngọn lửa thanh xuân hừng hực hãy xuống đây cùng với lại mọi người nhé. Xin chào đón các bạn đến với Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Đi đi em, Tỏ Tình Anh mạnh dạng nó coi. Đi hết cơm.